Được chưa? Để em quay nè. Mấy em có con mới quay đó. Không cưới mà. Ta hạ xuống nè. Đây. Đừng quay được chưa đó. Không được là phải đi chỉnh tiếp nè. Từ phần trực tiếp. Ủa nó cong mình không chỉnh bằng cái này được à? Cái này chỉnh một giới hạn rồi phải không? Đâu có chỉnh có một cái giới hạn nó thôi chứ là không nó chỉnh được cong nghiêng có đang cần chìa khóa thôi. Nó khoảng là khoảng 3 ly hả? 7 là 3 ly 5 ly. Rồi, nó đúng rồi đó. Rồi. Đầu tuần hả? Đầu tuần lý đẩy 3 tiếng rồi. Kêu đó, rẹt rẹt rồi đó. Cái chưa được rồi. Chưa. Ta điều chỉnh nghiêng theo chiều X đúng không? Rồi chiều X ok đúng không? Đó, nghe kêu kêu đó. Tầm 8 đến 9, 15 phần trăm rồi. Rồi chiều Y. Y rồi đúng không? Rồi Y rồi đó. Y đúng rồi. Sao đóng cửa lại à? Bắt đầu đóng cửa lại. Cái này không đưa lên YouTube đi đâu. Rồi xuống. Hạ xuống. Đây nè. Giờ xoay đúng không? Hai cái núm này là để xoay cho đúng cái hướng của cái đầu gô đúng không? Cho đúng bi dạng này kia đi xuống đúng không? Đó. Rồi hạ xuống được. Nó chạm rồi. Nước chứ. Rồi có nước rồi đó. Chưa mà. Để đang điều chỉnh đầu nước đó. Rồi gạt nước ra. Quay cái xuống ấy, tục tục này. Bỏ máy. Rồi bật đó là điện đó. Đó là điện bà thấp nhất đó. Chỉnh ok chưa? Không phải gì vậy? Bim. Anh hề coi đang bắn điện nè. Cháy két lùm. Anh ơi, đúng đó. Nè. Rửa sẽ bắt vô đây nè. Mặt qua đây nè. Nó cháy luôn á. Cái gì mày thấy mày chỉnh hoài vậy? Nó cháy đều xung quanh. À đi lại nữa cháy đều xung quanh phải không? Vậy là ok đúng không? Ok. Đúng là cháy rồi thấy đều. Hay mà đó, không quay nữa. Đó này cháy đằng trước nè. Xem xem xem. Rồi đây, sao quay? Đang lên tao luyện nhịp lên tao like cái thôi. Rồi cháy đằng sau nè. Còn cháy mặt này nữa là chớ.
thấy rồi nè. Rồi, chạy được rồi, thấy vậy được rồi. Thấy lô lô đây nè. Mở nước ra. Mở nước ra hết cỡ vô. Đây là mở vậy được rồi. Đây, rồi cái này. Cái nào? Chạy đây. Mày cho nào kia quay lúc kìa. Có cần điều chỉnh điện nữa không? Điện, mày cho lên số 1 đi. Số 1 rồi hả? Số 1, cho dầu lên đó. Rồi cái này. Đây không cần, cái điện này đi. Máy này không cần điều chỉnh hả? Này không cần. Là muốn bắn đẹp là cái này đúng không? Bắn đẹp là cho về số nhỏ là đẹp hơn. Còn mình cái này không cần thì bình thường là sẽ cho số vào là bình thường. Này bắn khoảng bao lâu đây? Cái này bắn nếu mà nhanh thì 1 tiếng, chậm thì 1 tiếng rưỡi. Rồi. Có chuyện cắt xong hả? Chờ nước. Vào nước vậy? Vào đổ nước vô hả? Bắn. Này muốn ăn bao nhiêu và tính toán sao đây? Bao nhiêu mình coi bạn đây là tùy theo 0.3 hay là 1 thì từ số 7 đến số 0 là 3 ly à? Số 7 số 0 3 ly. Thì nó chạy đến số 0 là nó tắt đúng không? Một vòng này là 10 ly. Rồi. Một cái vòng nhỏ xíu này đúng không? Nhỏ xíu ấy. Rồi quay đi. Còn một vòng to là đưa lên nha chú ta. Trước tiên nè, anh Nguyên quay nè, quay anh Nguyên nè, Nguyên nói sao đây? Tôi nhớ chạy chương trình máy bấm điện đầu đầu quay vô luôn kìa. Đúng rồi, anh diễn xuất này, một tập quay suốt lên YouTube đi được. Chỉ một vòng to cũng là 1 ly mà. Ly thôi. Một vòng nhỏ là 10 ly. Một gạch tiêu phú trong đây là 1 ly. Anh coi mà. Một gạch nhỏ của này là 1 ly nè. Còn nguyên vòng này là 10 ly. Còn một vòng lớn này là 1 ly. Đây một dòng lớn này nó dung sai tới 0.01 mà. Ủa bọn nước nó bấm gì nó tràn lên đây có sao không? Sao? Nó tràn lên chi tiết có sao không? Nó đang đầy đó. Không sao. Cái này phải bắt buộc phải cho tràn lên chi tiết mới dùng được. Không có là sẽ ăn mòn rất nhanh. Điện sẽ không có dầu này sẽ ăn mòn. Hãy động được rồi. Các bạn hãy động được máy điện rồi. Không biết bấm cái gì vậy. Bây giờ rồi. Bây giờ chú đến học cái động thôi. Tại vì nó làm. Cái lúc ta ăn mà. Mày đưa lên YouTube đi. Nó liên tục like hết. Mày muốn học không? Chứ không có điện không? Đó. Ca go quẩy mũi như tao đó là Nguyên nó kêu đây học à. Rồi xong rồi, xong rồi. Rồi quá. Xong kết thúc chưa?